Wow, chơi slam vui ghê. Hãy cầu chạy thức thành đôi. Cố lên nè. Này Slinky, đừng chạy đi nha. Hả? Cái gì? Mẹ ơi, tôi chạy đi. Thấy cậu ơi, chơi cùng nhau nha. Xem đồ chơi mới của tớ này. Sao cô? Đồ chơi đó hết vui mất rồi. Chúng ta có gì đấy nhở? Wow, sao bé con lại nằm trong đống rác vậy? Bẩn quá trời. Ồ, tội nghiệp cục cưng. Để chị giúp. Về nhà rồi. Ồ, tội nghiệp. Chị không bỏ em đâu. Em có mùi lạ quá. Ew, phải tắm mới được. Tóc mình bẩn quá trời luôn. Đừng lo nha bé con. Chị biết mẹo để giúp em lột xác đó. Làm thôi. Đầu tiên là dùng kem đánh răng nha. Nhưng răng em sạch sẽ mà. Đâu phải để đánh răng. Đủ rồi đó nha. Xong. Tiếp nè. Lau mặt bé nha. Đừng lo mà, không đau đâu. Mặt bé sẽ sáng sủa lắm luôn á. Xong rồi. Wow, tươi ghê. Giờ sao nữa vậy? Đây rồi. Cái nhíp này sẽ giúp em loại bỏ vẻ ngoài rừng rú. Quê quá trời luôn. Mệt ơi là mệt. Tóc hẹp quá à. Này, sao? Nghe thấy không? Cạo thôi. Khoan, gì cơ? Chào tạm biệt đi. Không, 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 không. Ngồi yên không. Nào bé. Đầu em cần một khởi đầu mới. Họa sĩ cần một bảng vẽ trắng tinh. Em không muốn hờ như Thanos đâu. Em sẽ xinh hơn mà bé con. Chị là chuyên gia đó. Chỉ tiết cuối. À ha. Xong. Tóc đâu mất rồi. Nào nào, đừng lo nha bé búp bê xinh. Chị có ý này. Khi làm xong thì kiểu và màu tóc của em sẽ bá cháy luôn. Sẵn sàng chưa nào? Đừng nhát cái như thế. Không kinh dị như mấy bộ phim ma đâu. Chị có chắc không? Có, chắc chắn. Mình sẽ mua lại len cho bà. Wow, tóc em xịn dã man. Mình giỏi ghê. Gắn lại cái này cho em nè. Ouch, cổ mình. Wow, em thích màu xanh lắm á. Khiếp, em bốc mùi ghê quá. Chị biết phải làm sao rồi. Đi tắm thôi. Tắm sạch và thư giãn nào cục cưng ơi. Không, sao to thế này. Bồn tắm to quá đi. Mình cần cái chai này. Tuyệt vời. Làm bồn tắm nho nhỏ cho cưng nào. Chị sẽ rót nước ấm vào đây. Giờ tắm nha. Em sẽ cần chút bọt cạo dầu đó. Tuyệt hơn McFlurry luôn nha. Xíu nhớ nhắc chị gọi thêm khoai chiên ăn kèm nhá. Kim tuyến phép màu này. Lấp là lấp lánh. Kim tuyến xinh xắn. Kim tuyến quá sang chảnh, phải không nào? Thích trò này quá đi mất. Này, em chưa xong mà. Oopsie. Em cần quần áo. Kinh khủng quá đi. Mình cần bộ khác. Biết rồi. Bịt mũi lại đi mọi người. Làm một cái váy Barbie mới toanh từ cái tất này thôi. Này, nhìn nhé. Biến cái tất cũ thành bộ đồ chuẩn sản diễn thời trang nè. Đỉnh. Tuyệt lắm. Này, thử đi bé. Cá chắc là em sẽ thích mê luôn. Cái váy này kinh quá. Váy hơi to nhỉ. Chờ chút nào. Sao quả bóng bay từ sinh nhật năm ngoái của mình vẫn ở đây?
chọc thủng nào. Đỉnh. Ôi trời, ổn quá. Wow, váy mới của em nè. Mong là em thích nó hơn. Không thở nổi. Tuyệt, em xinh quá trời luôn. Wow, mình thích cái váy bóng bay quá à. Ồ, xinh hơn rồi nàng ơi. Gái đẹp nhất phố rồi đó. Yay. Ôi không. Mình cần giày mới. Chính xác rồi. Dùng phần còn lại của bóng bay đi. Thông minh thật sự. Yay, tuyệt. Tiếp nè. Dùng keo màu hồng phủ lên làm giày siêu trái nè. Nhột quá à. Rồi, dán phần gót làm từ keo vào nha. Wow, làm xong giày rồi nè. Từ bộ sưu tập Jimmy Glue mới đấy nha. Yay. Wow, xịn quá, ưng lắm luôn. Trendy cực kỳ á. Yeah, em đã sẵn sàng bước trên thảm đỏ rồi. Wow, giờ em xinh quá chừng. Ôi không, móng tay kinh quá trời. Ew, khiếp. Móng tôi à, giúp em với nha. Để chị xem cho cưng. Không phải lo, có cách rồi đây. Làm một bộ móng xinh xẻo bằng keo nha. Em sẽ keo ly mãi mận đó. Móng này quá cháy. Để keo khô đã nha. Xong. Em thích xinh xương. Được rồi, cái đồ nhõng nhẽo. Chắc là màu này đi. Phúng. Sơn móng xanh dương sẽ biến cưng thành nữ hoàng Elsa. Let it go, let it go. Xong rồi nha. Wow, xinh quá trời luôn. Cảm ơn chị yêu. Ouch, hot baby đến rồi đây. Xem móng mới của tớ nè. Ken sẽ chết mệt mình cho xem. I'm gonna dance, dance, dance. Có gì đó thiếu thiếu. À phải, là trang sức. Mình có ý này. Dùng viên đá cute hột me này đi. Và dán vào đây này. Wow, chưa gì đã xinh quá trời. Giờ đặt lên đầu Barbie đáng yêu. Wow, vương miện lấp lánh quá. Màn lột xác búp bê đã hoàn thành. Vậy em thấy sao nào bé cưng? Ô là trời. Quá xịn. Cảm ơn bà chị. Bé yêu ơi. Nói thật thì trông giống hề quá. Xong. Này, mình có cách rồi. Chọn màu cho hợp xem nào. Tuyệt, có người thắng cuộc rồi. Cũng không bất ngờ lắm. Giờ, rậm rậm. Ôi, mình hy sinh thật sự. Phải kiên nhẫn lắm. Wow, màu hồng hợp với mình thế nhỉ. Chúng ta sắp trang điểm xong rồi. Hagi sẽ không thể cưỡng lại được sự ngọt ngào kẹo bông này đâu. Nhỉ anh yêu. Cho xin nhá. Cảm ơn. Cười lên nào. Đặt hình mẫu ở đây nha. Giờ bắt tay vào vẽ thôi. Đánh một chút sơn đỏ là xinh xẻo lên ngay phải không nào. Ít ra thì báo mạng hay nói vậy đấy. Mình phải vẽ thật chính xác. Ai cười lên cũng xinh hết. Nhưng thỉnh thoảng lại xinh như quái vào đấy. Xong. Chiêm ngưỡng nụ cười đỉnh chóp này nè. Hả? Có gì thiêu thiêu ấy. Hiểu rồi nha. Mình cần răng. Vẽ răng trắng như ngọc trai nào. Đây là một chút phép thuật đen tối. Nếu vẫn chưa biết thì tớ make hơi bị chuyên nghiệp đó nha. Vừa thông minh, vừa khéo tay, răng lại nhọn nữa. Nói thật thì có hơi nhột chút. Các cậu có thấy nó sắp thành hình chưa? Và giờ là chi tiết cuối. Cẩn thận nha, mọi thứ sẽ đáng sợ lắm đây. Nhân danh tình yêu, mình sẽ băng qua đại dương, chiến đấu với rồng. Hoặc biến thành rồng nếu cần. À, nhìn tới nè. Không cắn đâu. Mệt quá à.
Chơi nào. Đếm đi anh quay phim ơi. Đúng thứ mình cần rồi. Biết sao không? Tớ rất là để mắt đến các chi tiết. Vẽ mắt nè. Tớ mê chơi chữ lắm đó. Chắc mọi người cũng nhận ra rồi phải không? Mình sẽ lặp lại tương tự với mắt bên kia. Tớ không giỡn chơi đâu. Khi trang điểm tớ luôn nghiêm túc hả? Nhìn nè mọi người. Nhưng chưa xong nha. Nhắm mắt lại và đưa tay đây. Con người nè. Không, tôi còn nói con người đâu. Các cậu lãng tai mất rồi. Nhìn mắt tớ nè. Bốn mắt luôn á. Tớ rất hài lòng với kết quả này. Hơi bị ổn áp rồi đấy. Nhưng mình cần mượn đồ của lợn đấy. Không phải là tiền đâu nha. Gắn mì giả mới thật được. 10 trên 10 luôn. Tự nhiên mình nghĩ ra. Phải hồng hơn nữa. Ra tay đi Roxy. Kéo xì tóc. Boom, lên thôi. Nói thật thì trông mình đáng sợ đến nỗi có thể gửi hồ sơ xin việc tới tập đoàn quái vật à. Nhìn mái tóc xứng đáng lên vốt của tớ nè. Ngon lành. Giờ là tạo kiểu. Dùng dây buộc tóc. Như vậy đấy. Tuyệt. Không. Nhưng còn phải sửa tí. Mình sẽ làm ẻm xinh hơn. Trời. Mong là cái đó không phải cho mình. Không biết Huggy đang nghĩ gì nhỉ. Cậu ấy có biết mình là vợ tương lai không? Tớ chưa có đồng ý đâu nhỉ. Và xong. Mùi chắc vào vì bộ này sẽ làm các cậu hết hồn đó. Đỉnh cao. Đến lúc thêm phụ kiện rồi. Nhưng đây là video thủ công nên mình cũng sẽ tự làm. Ước gì bà thấy mình làm nhỉ. Đừng chóng mặt nha quý vị. Và cắt. Em không nói với anh chỉnh phim đâu nha. Giờ cho sợi này vào đây để buộc lại nè. Ngon lành. Giờ cắt lần nữa nào bà con. Tuyệt lắm Roxy. Chuẩn không cần chỉnh. Trải nào. Không thể phủ nhận rằng kiểu này hơi bị hay. Xong. Mượt mà thật sự. Giờ xem ở thuật này. Bùm. Wow, bông tay siêu nhanh. Vậy mới đúng là phép thuật quái vật chứ. Thấy tớ sao nào? Hỏi từ từ thôi, tớ biết tớ xịn mà. Và bước cuối cùng nè. Quan sát tay tớ không là chẳng thế đâu. Giờ mình sẵn sàng rồi. Là cậu ấy. Bình tĩnh đi Kissy, mình làm được mà. Chào anh chàng lông xù. Tớ có bất ngờ cho cậu đây. Kissy, cậu quay lại rồi á? Tớ không cần cậu nữa. Chào, đang nhìn tớ phải không? Hi Huggy. Hey, chào. Thật mừng khi cậu quay lại. Cảm ơn. Lại đây. Kissy, đi ảo thả tên kia. Trời, cậu không phải Kissy. Chào. Cậu là người. Huggy. Thất bại thì thảm luôn. Gì đấy? Tội nghiệp quá. Để tớ giúp cậu. Đen. Ống nghe. Hiểu rồi. Mình cần thêm dụng cụ. Y tá. Ca này nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Phải chuẩn bị phẫu thuật thôi. Đầu tiên mình cần khẩu trang. Và một đôi găng. Chuẩn rồi. Tìm dụng cụ phù hợp thôi nào. Cái này không ổn lắm. Nhíp nè. Đúng thứ mình cần luôn.
Giờ lấy hết mấy con này khỏi lông cậu nha. Biến đi nhện nhện, ngươi không được chào đón đâu. Nhiều quá à. Kinh. May mà đó là con cuối rồi. Này là cục mụn sao? Nặn hết cồi ra nào. Nặn và nặn. Chờ chút nhé Kissimissi. Cậu phải kiên nhẫn mới đẹp được. Bóp thêm chút nữa thôi nè. Không biết mùi thế nào ta. Bụi. Kinh dị. Mà không sao, lật cậu lại nào. Chỗ này có nhiều thứ phải sửa lắm. Toang quá đi mất. Dao. Mình cần cắt rộng chỗ này ra. Ái chà chà. Có phải thứ mình đang nghĩ không? Nhẹ nữa hả? Trời đất. Cái gì thế này? Não của cậu hả? Ew. Đúng hơn thì phải, từng là não cậu. Đừng lo gì nhá. Chúng ta sẽ dùng một cái não mới toanh. Đây rồi này. Rất nhanh gọn. May cho cậu là tới bên may vá đó. Giờ mình cần kim khâu. Tớ khâu cậu lại nha. Đầu cậu sẽ xịn như mới luôn. Vài đường nữa thôi. Nữa nè. Tuyệt. Mình sắp xong rồi. Giờ kiểm tra nhịp tim của cậu lần nữa nha. Ok. Cậu đang rất là khỏe đó. Chúng ta phải xử lý thứ mùi gớm ghiếc này thôi. Tới salon nào. Đừng lo nha bạn yêu. Tớ sẽ giặt cậu thật sạch sẽ. Cứ bình tĩnh nha. Không biết mình nên giặt với cái gì nhờ. Chuẩn. Nước hồng hạc là số 1. Chúng ta cần nước hồng hạc lắm á. Đỉnh của chắc. Cảm ơn hồng hạc đáng yêu nha. Giờ trà thôi. Ok. Trà hết mấy chỗ bùn đất này đi nào. Không hiệu quả rồi. Cậu ấy bẩn quá. Phải dùng đồ hạng nặng. Wow, đã mắt ghê. Tới đây này, triển ngay nào. Vậy mới đúng ý mình chứ. Và rửa mặt nữa nè. Vậy là xong rồi. Oh yeah. Kissimissi đầy xà phòng luôn. Gì đây? Răng vàng hả? Nụ cười trắng sáng của cậu bị sao vậy? Phải xử lý ngay thôi. Cậu phải học cách đánh răng, Missy à. Con gái mà vậy thì sao được. Chắc cậu ăn kẹo nhiều lắm. Đánh cả hàm luôn nào. Xem nào. Ui, nhọn quá. Ok la. Mình chả dám dùng cái này nữa. Spa thôi. Ở đây và thư giãn nha. Tớ massage mặt cậu để da căng mịn đó gái. Với sự giúp đỡ của lát dưa chuột, mặt cậu sẽ tươi mới ngay thôi. Hay là mình cũng đắp trong khi chờ nhỉ. 1, 2, 3. Hết giờ rồi. Wow, sảng khoái ghê. Giờ quay lại với cậu nhé quý cô. Wow. Cứ bình tĩnh Kissy. Đến lúc tháo mặt nạ và bế cậu ra khỏi 48 rồi. Ôi, cậu ướt quá trời luôn. Tội nghiệp Kissy. Đừng lo lắng, tớ biết phải làm gì mà. Chỉ cần nằm xuống và tớ sẽ sấy cậu ngay. Chẳng gì bằng không khí ấm áp cả. Lông của cậu sáng bừng rồi. Giờ nhẹ nhàng chải lông nha. Tớ thích màu hồng của cậu lắm. Hai lần sau mình nhuộm tóc màu này nhỉ? Chải nhẹ nhàng thêm vài lần nữa thôi. Wow, cậu xinh lắm luôn ý. Vụ này đơn giản hơn mình nghĩ nhiều. Tụi mình nghỉ xíu nha. Ngắm cậu làm tớ nghĩ ra ý này. Cậu có nghĩ như tớ đang nghĩ không?
hộp thần kỳ cho tớ cái gì hay hay đi. Cái này xinh ghê. Ơ kìa, sao lại bị lủng nhiều thế này? Thôi dẹp đi, mình còn gì ở đây nhỉ? Wow, cái váy này cưng quá. Với cái váy xinh này, cậu sẽ trông y như công chúa vậy. Hooray! Tớ giống Marilyn Monroe. Tớ biết, cậu xinh quá đi. Nhìn thử cái này nữa nha. Sang chảnh quá, nhưng tớ buồn ngủ. À, hiểu rồi, hay là đồ ngủ nhỉ? Thoải mái quá, tớ có thể ngủ thật ngon rồi. Cưng quá. Shh, Kissimissi đang ngủ đó. Chắc cậu mệt mỏi lắm. Nhẹ nhàng, đắp cho cậu nha. Buồn ngủ, buồn ngủ. Ôi, mình cũng mệt quá à. Tớ ngủ cùng cậu đây. Chào buổi sáng. Tuyệt quá đi, mình to lại rồi. Ôi không, chuyện gì thế này? Xin đừng hại tớ. Không không, đừng mà. Lại đây nào. Đừng mà. Ơ, cậu ôm tớ sao? Ôi, Kissimissi, tớ yêu cậu quá à. Cậu là bạn thân tớ, đi với tớ. Được rồi. Đằng này nè. Đâu cơ? Đi theo tớ. Ok. Có một lối bí mật. Wow, đây là đâu chứ? Phòng của tớ đấy. Nhìn sợ quá đi. Chúng ta phải sửa hơi bị nhiều đó. Bắt đầu với mấy cái hộp này nhé. Ow! Cậu có ổn không? Cái gì đây? À, tớ biết tụi mình có thể làm gì rồi. Đặt trước một tấm ở đây. Sau đó là những miếng còn lại nè. Vậy là có sàn nhà sặc sỡ rồi. Miếng cuối. Ấn xuống một tí nè. Xong rồi nha. Nhìn đẹp quá đi. Kissimissi lại đây ngồi với tớ đi. Tớ thích lắm. Wow. Mềm quá. Tớ ở đây mãi cũng được. Chúng ta có gì đây nhỉ? Hả? Cái tay này to ghê. Mình làm quái vật được á? Wow, mình là quái vật khổng lồ. Mình đi ăn thịt Kissimissi đây. Wow, tớ đến mất cậu nè. Ra rồi. Chết này, quái vật to đúng. Wow, tớ nghĩ ra ý này nè. Chúng mình có thể dùng tay để sơn vòng này. Wow, Kissimissi lại đây xem nè. Tớ thích lắm. Tớ thử nhá. Xinh xẻo ghê. Tự mình ăn ý thật đó. Kissimissi, khoan, đừng. Oopsie. Tụi mình nên dùng mấy cái hộp này thế nào ta? Hay là chúng ta sơn nó nhỉ? Tớ thích màu cam. Màu này đúng là xuất sắc mà. Wow, tuyệt lắm Kissimissi. Đã bảo là tụi mình siêu ăn ý mà. Giờ thêm chút xanh dương nhé. Sắp xong rồi. Thêm tí kẹo nữa thôi. Hoàn hảo. Nhìn mấy màu sắc này nè. Nhưng có gì đó thiếu thiếu. Chữ cái. Với một chút phép màu. Các chữ cái đã có mặt. Em là Missy. Ở đây nè. Và đây, đây nữa nhé. Đỉnh quá đi. Kissimissi, lại đi xem nè bộ. Có tên tớ. Tớ rất thích. Yeah. Yay. Oh yeah. Oh.
bẩn quá trời. Đợi tớ chút xíu nha. Chân đâu? Lột tất ra nào. Tự nhiên mình nghĩ dây mới. Dùng em gối này được nè. Làm luôn thôi. Thế nào cũng siêu tiện. Mình làm được mà. Để vào chút xíu thôi. Thú vị nha. Không biết còn dùng gì được không? À ha, găng tay. Đúng thứ mình cần rồi. Nối hai cái này lại nè. Dùng dây buộc tóc màu xanh cute của mình. Bá trái luôn. Cái này trông hay quá đi. Wow. Wow. Tuyệt vời không mặt trời. Làm thêm nhé. Nữa này, nữa nha. Và nữa. Như vậy mới giống giường Kissimmee chứ. Xin chào. Thêm cái cuối vào nha. Wow, nhìn đáng yêu lắm luôn. Tớ có thể chơi với mấy cái tay cả ngày. High five. Cậu hai thân đấy lại còn high five nữa chứ. Cậu vẽ đó hả? Nhìn dễ thương ha. Tớ cần thêm mắt nữa. Ta-da! Wow, gối Kissimmee nè. Đặt nó ở đây nha. Kissimmee ơi, chào cậu nè. Tuyệt, cảm ơn. Giờ selfie nha bộ. À, cái ống hút này hỏng rồi. Kissimmee thôi nào. Bình tĩnh, chờ tớ một chút. Làm gì có ích với cái này được nhỉ? Tớ biết mình phải làm gì rồi. Có một chút xíu nè. Dán keo một chút xíu nè. Giờ dính nó lại với nhau. Ok, mình nghĩ kích thước chuẩn rồi. Nhưng cứ kiểm tra cho chắc. Ok con dê. Xong rồi, giờ đặt nó lên tường thôi. Đỉnh chóp. Nhưng mà đặt gì vào bên trong nhỉ? À ha, biết rồi. Chỉ cần lấy hết mấy tấm ảnh ra thôi. Oh, wow. Tấm này đáng yêu ghê. Kẹp em ấy ở đây nha. Và đây nữa. Tấm này cũng xinh quá trời. Tường bạn thân đó. Xinh đẹp tuyệt vời. Kissimmee sẽ thích lắm. Không thể ngờ luôn. Phòng tớ đẹp quá. Oh yeah, Nhìn kìa. Ảnh mình có gì kỳ cục lắm. Đó, đó. Tụi mình phải bay đi vào thôi. Đó. Emoji. Mình có ý này nè. Làm nóng chảo emoji nào. Thần nóng nha. Hỗn hợp bánh kép mới khuấy nè. Đổ đầy các emoji. Yum. Bằng những màu cầu vồng vừa chuẩn bị xong. Emoji khác. Có màu sắc khác. Mong là đúng bài. Để vài giây thôi và hình nháy mắt lật được rồi. Giờ lật hết lên nào. Nhìn ngon phát ngất ý. Yum yum. Vẫn chưa xong. Ha. Phép kem ngon lên mặt thôi. Cười nào emoji ơi. Mùi thơm rất sắc ý. Vẽ lên các khuôn mặt buồn cười nè. Nguyên một đĩa bánh kép emoji xinh xinh luôn nè. Lại đi nào anh bạn nhỏ. Hôm nay mình là hình nào nhỉ? Wow. Ngon quá. Cái chảo này hay ho quá. Tuyệt lắm. Mặt tôi. Mình biết cái này nè.
Màu hồng chứ nha. Rót hết bột bánh kép có màu vào chảo bánh quế nè. Càng nhiều màu càng tuyệt nhỉ. Xanh lá đi. Nhân màu vàng. Wow, xinh xỉu luôn đấy. Giờ để chảo lại vào chảo. 1, 2, 3 phút rồi. Nhấc nắp lên. Wow, chín rồi đây này. Mùi thơm quá. Làm thêm vài cái nữa là có một cái bánh rồi đó nha. Đừng quên trang trí hẻm đấy. Đủ kem đánh xung quanh rồi. Xa nữa nhỉ. Thêm dâu tây à. Và quả mọng nè. Mình muốn cây nến to nhất thế giới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.